Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Hiện nay là nói về tóm tắt bài toán có lời văn lớp 1. Thì toán có lời văn lớp 1 các bạn phải nhớ gồm có hai phần. Đó là phần thứ nhất đó là tóm tắt. Phần thứ hai đó là giải. Thì phần tóm tắt này chủ yếu tập trung vào cái đề, được chưa? Tập trung vào cái đề. Các bạn làm sao tóm tắt để cái nội dung của cái đề không bị mất đi, được chưa? Không bị mất đi, gọi là tóm tắt. Rồi bây giờ ví dụ mình giải bài 20-24 thì nhớ tóm tắt nè, nhớ gồm hai phần tóm tắt. Và các bạn nhớ đọc 3 lần giúp Lợi, đọc từ 2 đến 3 lần để nhớ cái nội dung của đề bài. Rồi các bạn đọc nha. Bạn Tuấn có 30 viên, vậy là 30 chính là 30 đó các bạn. Bạn Toàn ít hơn bạn Tuấn 10 viên. Ví dụ như là có 2 cây que nè, bạn có 1 cây que nè. Vậy cho thấy bạn ít hơn Lợi mấy cây à? Thì rất đơn giản thôi. Thì các bạn lấy nè, loại xi nè, đây cây. Vậy là còn một que mà bạn hết rồi nè. Vậy bạn ít hơn là một que, được chưa? À, bạn ít hơn là một que. Hay nói cách khác, lấy 2 trừ 1 ra được 1. Ok chưa? Rồi, thì tóm tắt nha. Tuấn có 30 viên thì mình ghi là Tuấn có 30 viên bì, được chưa? Y chang cái nội dung đề quan trọng, mình viết gọn lại thôi. Hay gì bạn ghi là bạn Tuấn có 30 viên thì bạn ghi là Tuấn có 30 viên. Tiếp tục, Toàn ít hơn Tuấn 10 viên bì. Hỏi cả hai là hỏi tất cả đó các bạn, tất cả gọi là các bạn ghi cả hai ... viên bì, được chưa? Đó là tóm tắt. Tóm tắt là các bạn rút gọn lại cái đề, làm sao cho cái nội dung của cái đề không bị thay đổi là ok, được chưa? Rồi bây giờ mình giải. Thì trước khi giải nha, các bạn phải, mình sẽ dùng hình để minh họa, hình để minh họa để cho bạn dễ thấy nha. Bạn Tuấn nè có 30 viên, đây mình giả sử một cái đoạn này là 30 viên nè, ok chưa? Còn bạn Toàn ít hơn 30 viên là khúc này, 30 viên là khúc này, đúng chưa? Bây giờ ít hơn 10 viên là các bạn cút ngắn cái đoạn lại, ít hơn mà cút ngắn lại, đây ít hơn 10 viên. Vậy hỏi bạn toàn nha, đây là bạn toàn có bao nhiêu viên? Ít hơn nè, lúc nào 30 viên nè, ít hơn 10 viên gì, họ còn bao nhiêu ạ? Đoạn này bao nhiêu ạ? 20 viên, là phép gì ạ? Phép trừ. Vậy là số nè, hỏi cái gì ạ? Nhớ lời giải gồm có từ số và từ là trước, được chưa? Số là từ số đứng trước. Hỏi về viên bi thì mình ghi là số viên bi. Bạn Toàn có là, được chưa? Vậy lấy 30 trừ 10 thì ra bao nhiêu ạ? 30 trừ 10, 0 trừ 0 ra 0, 3 trừ 1 ra 2, vậy ra 20 viên bi. Rồi đề bài hỏi gì ạ? Hỏi cả hai bạn thì bạn Tuấn có bao nhiêu viên ạ? 30 viên. Bạn Toàn có bao nhiêu viên ạ? 20 viên. Vậy cả hai là làm phép cộng, vậy số viên bi cả hai bạn có là, ta lấy 30
cộng 20 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 50 viên bi. Và nhớ đáp số viên bi. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu hoặc là